Năm 2024 tuổi nào kiêng kỵ trong việc làm nhà? Những nhóm tuổi sau đây nên tránh việc thi công xây dựng nhà trong năm 2024 để tránh rơi vào đại kỵ. Trong trường hợp gia chủ quyết định tiếp tục xây nhà mặc dù đã phạm vào tuổi đại kỵ, thì mọi việc có thể sẽ không diễn ra thuận lợi. Tuổi Bính Thân 1956, tuổi Kỷ Hợi 1959, tuổi Ất Tỵ 1965, tuổi Mậu Thân 1968, tuổi Nhâm Tý 1972, tuổi Giáp Dần 1974, tuổi Đinh Tỵ 1977, tuổi Quý Hợi 1983, tuổi Giáp Dần 1986, tuổi Nhâm Thân 1992, tuổi Ất Hợi 1995.